15.000 một ký, mỗi ký 4 trái. Cô lấy sao ngon nha, ngon là con gửi thêm 20.000 luôn. Còn nếu không ngon là con không trả tiền á, ăn tại chỗ khỏi cần lấy bịch nha cô. Đây là vú sữa ở Cần Thơ nha các bạn. Đây thuộc Cần Thơ mà. Một ký tư ạ? Ngon không? Nhưng 4 trái đó bây giờ ăn liền được ngon không? Dạ, rồi vậy lấy cho con luôn. Chỉ cần các bạn có dịp mà đi về các tỉnh miền Tây, đặc biệt là như là Tiền Giang, nè, Bến Tre, Cần Thơ, nói chung là miền Tây, thì chúng ta sẽ bắt gặp rất là nhiều vườn trái cây, ví dụ là vú sữa, là sầu riêng, rồi sambuche, rồi mãng cầu, rồi ổi như thế này kia. Mà đặc biệt là dưới này rất là rẻ, giống như là ngày hôm qua mình mua chôm chôm có 4.000 một ký thôi mà họ không cần cân luôn, đưa 4-5.000 vậy là hốt bỏ vô bịch xong ăn. Ở dưới miền Tây mùa này là mùa vú sữa, có hai loại vú sữa nếp và vú sữa tím. Thì lúc nãy giờ mình được ăn vú sữa tím rồi, thì bây giờ mình đi quay vú sữa nếp. Nhưng mà cây này trái cũng không có được sai cho lắm. Quay bằng cái điện thoại cho nên là nó hơi rung, với loại nó không được nét cho lắm. Mà đi qua đây hình như đây là này, mà cái chanh này cũng quá đắt quá, cái đây nguyên một cái vườn đây. Đi qua đây thì ở đây có một, trời ơi, một nồi vú sữa đây nè. Ngồi đây ăn thì biết khi nào cho nó hết. Trời ơi, trái vú sữa nè, hơi rung chút. Đấy, trái vú sữa nguyên một cây luôn, đã quá. Họ hái xong rồi họ dồn vô những cái gốc như thế này, sau đó họ đem ra ngoài đường họ bán thôi. Này vườn này chắc là vú sữa không những gì. Đi chơi một chút coi. Ở vú sữa không à, bên kia có xoài. Còn lại trời ơi, ổi này má ơi, ổi, cây lùng tụng mà. Mà trái cực kỳ sai luôn. Đây này. Đó, cây ổi này, mình nói có nói đâu. Wow, một nhánh của nó 4-5 trái. Đây, bên đây nữa. Quá trời ngon luôn. Xuống đây là ăn ngập mặt trong trái cây. Qua này. Nhặt lên trái gì? Vô sâu trong kia. Đây, cái mương này nè, cái mương đi chắc đi rửa tay rửa miệng, giặt giũ quần áo cái mương đây luôn. Quá trời ngon. Những cái ổi thấp thôi mà nè, trái nè, bên kia là trái to quá. Đây chắc vài bữa nữa là thu hoạch gì. Nó bị chảy được. Con cá hay sao mà thấy ngôi lọt 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 lọt. Rồi rớt trái kia của con á. Rớt người ta đền cho cái khác. Ê, bước thử quả này có gọt được không thôi? Hết nửa trái rồi, còn nửa trái nữa. Quả này có gọt được không? Được ai? Hai quả này à? Ủa, cho nó cho không cho con? Những trái. Có hai trái trắng hả? Tại vì sữa đó, sữa. Đưa đây tao ăn luôn. Đây là vú sữa nếp. Sữa tơ, sữa nếp. Còn kia là vú sữa không biết. Kia. Đó là quả này bóp này, quả này bóp. Quả này bóp, quả này phải bóp nè. Hồi nãy con nói là trái kia không có bóp, trái kia chỉ có nắng nót rồi cắt ăn thôi, nhưng mà trái này mình phải bóp. Đây là của người già không bóp, đây là tơ. Gì? Tơ thì phải bóp. Cắm nội tơ gì trong này. À, vú sữa này, vú sữa tơ. Tí nữa vô vườn. Thì có nghĩa là vú sữa này còn tơ phải bóp. Dạ, cái này cho con luôn hả? Ừ, cái này cho luôn rồi. Rồi, sao vừa bán nó cho hết về rồi, để tiền đâu ra mà. Cho mấy trái nó hư á, gọt cái chú con thử. Trời ơi, thì mình tơ thương quá. Đi trên đường thấy vú sữa cái nào bút cho ăn luôn. Gọt cho con đi cô. Gọt dùng con đi, con không bóp cho anh Tùng đâu. Nhưng mà trái đi bóp thì nữa, hút hết rồi. Còn vừa không gọt hết. Sữa này ăn bóp nè, còn sữa nha tí mà. Đừng có gọt nhiều cho nó hết mất kìa. Anh đi bỏ ngoài nó ngon hả? Rồi ăn vú sữa mà chỉ ăn cái lọ thôi thôi hả? Sữa giờ wow. Ăn vú sữa con cầm nó mới ngon rồi. Nó ngon hơn vú sữa đen nè. Mình tiếp tục bảo cái chị này á, lấy cho mình hai trái nữa để mà ăn. Hai trái nào ngon nhất lấy một trái thôi. Em ăn xong rồi gửi tiền luôn, không có đem đi đâu cả. Lấy một trái thôi. Trái này 350 gram, mình cho 4 gram luôn. Là nãy ký tư này là ký tám, ký tám mình cho tròn 2 ký luôn.
Sau khi ăn xong thì các bạn biết lấy làm sao không? Nó dính mũ vô sữa thì chị này chị nói là lấy cái khăn lau tay lau miệng, cái khăn bình thường mà. Nhưng mà cái khăn đó thì nếu không thích thì xuống đây rửa tay rửa miệng đi. Hay xuống đây rửa tay rửa miệng, hoặc là cái khăn hồi nãy cũng nhúng nước dưới đây nè. Nhúng nước đây xong rồi mình lên mình lau tay lau miệng, chứ giờ lấy gì đâu lau không thôi khỏi lau. Còn nói là trong kia có cái mương nó cũng giống như đây nè, nhưng mà nước nó sạch hơn chút.